Chậm chậm thôi đừng có lia. Rồi kìa. Đừng có lắc nha, cái chỗ này chị đang cầm cái kim á. Nhiều chị. Ừ. Em cố gắng này, nhiều lắm. Chân nó sâu sâu không á. Chị làm cái nào lâu chị? Cái đó khoảng 10 phút em. Đúng rồi đấy. Mịn da hay sao nhỉ? Ừ, làm cho nó mượt da, nó cách ẩm. Da này nó đâu có nhiều mụn đâu. Yeah. Ừ, sáng dưỡng da luôn. Rồi chơi chị Đừng 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 từ từ. Từ từ nha, đừng có quên nha. chưa Rồi. Nó mũi hả? đấy thôi sao vậy đau
đèn. Biết rồi. Đại xí, đại xí. Đợi xíu nha. Một phút nữa. Đang dở việc. Rồi ra rồi đó. Một chân mũi gì nặng vậy chị? Chưa má. Gấp dữ vậy? Chưa mà. Chưa mà. Nghe miết môi nghe thấy ơi. Thấy ở dưới rồi thấy ơi. Từ từ. Chưa? Từ từ nha. Chị làm một tăng ngay đám này luôn nha. Tất cả. Dưới mà cái chân chi vậy ta? Mấy chân này ha, xong đã là xong rồi. Trời ơi, ra rồi đó.